Chào các bạn trở lại, Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Chúng ta nên khấn sinh những nơi mình đến, càng nên khấn sinh ngủ lại khi qua đêm những nơi xa lạ. Hành động kính lễ như thế, dù họ không giúp ta cũng không hại ta. Một đứa trẻ hỏi, vì sao phải khấn lại các vị Phật? Người cha đáp, con có thấy sóng điện thoại, sóng wifi hay không? Tuy con không thấy chúng, nhưng chúng vẫn luôn tồn tại. Cũng như thế, rất nhiều thứ tồn tại xung quanh chúng ta, ta không thể thấy bằng mắt hay nghe bằng tai thường. Con kính chư Phật, kính chư Thiên và cả quỷ thần. Họ cảm mến sẽ giúp con nếu con làm lành. Còn nữa, hành động chắp tay đảnh lễ giúp ta hạ đi cái tôi, giúp con thêm khiêm nhường, giúp con nhẫn nhịn tốt hơn. Vì pháp nhẫn là một pháp môn thù thắng, không chỉ giúp con giữ được phước mà còn tăng thêm phước. Con chắp tay lại Phật, lại nơi linh thiêng, lại người đối diện là hành động chân quý. Một hành động nhỏ mang biết bao công phu, không phải ai cũng dễ dàng thực hiện trong vui vẻ. Vì vậy, khi ta đến nhà người khác cũng nên khấn. Nếu nhà họ có bàn thờ, có tượng Phật, mình lại kính lễ, mình xin phép chủ nhà cho kính lễ. Nếu không ngại có thể xin thắp hương. Hành động này khiến bạn là người đáng kính đáng mến. Bản thân Khải Toàn trước đây vốn cực đoan với việc này, không tin vào thiên địa quỷ thần, chẳng tin vào thần thánh nào cả. Lúc ấy cũng như bao người trẻ hiện nay, chỉ tin vào mắt thấy tai nghe, khi vận khí suy, trở tay không kịp. Hành động khấn sinh nơi mình mới đến cho thấy bạn là người biết kính trọng mọi người, trọng người dương lẫn người âm. Thế giới chúng ta sống là không gian ba chiều, xung quanh chúng ta còn nhiều cõi. Những việc mắt không thấy chưa hẳn không có. Giả dụ có ai thấy được sóng wifi, không ai thấy nhưng chúng vẫn luôn tồn tại, thậm chí dày đặc xung quanh ta. Ông bà xưa dạy, tiên học lễ, hậu học văn. Biết kính lễ, kính trên nhường dưới. Biết chào hỏi dạ thưa là người biết kính lễ. Dù là người Á Đông hay phương Tây, tất thảy khi gặp nhau đều nở nụ cười, chào hỏi lẫn nhau, bắt tay và cả cúi chào. Chào hỏi dạ thưa với người là kính người cõi dương. Khấn sinh nơi mình đến, nơi mình trú ngủ lại, nơi mình sinh sống là kính lễ với phần âm, kính trọng cả âm dương là người có đức. Hầu hết những nơi Khải Toàn đến, nếu là mảnh đất trống gia chủ chuẩn bị xây nhà, Khải Toàn khấn sinh những vị thổ thần thổ địa, những vị khuất mặt khuất mài nơi này xin gia hộ cho mọi sự an ổn. Khi đến nhà ai đó, sau khi chào hỏi chủ nhà, nếu nhà có bàn thờ, Khải Toàn xin đến bàn thờ khấn nguyện những điều lành, thỉnh một hồi chuông cho từ trường trong lành. Bạn hãy thử hành động nhỏ nhưng đáng kính này, tự mình tạo vần hào quang cho mình. Bạn không cần tỏ vẻ với chủ nhà, họ tự cảm nhận và xem bạn là người chân quý, luôn mở lòng khi bạn đến. Để làm được như thế, cần một thời gian, cần phát tâm chân thiện từ bên trong. Phàm người tin vào thiên địa quỷ thần là người làm lành tránh ác, đi đến đâu cũng mang từ trường lành đến ấy. Người mà chưa làm được điều ấy, chưa khấn sinh những nơi mình đến, cũng không nên nghi kỵ, không nên nghi kỵ những người biết kính lễ. Vì đạo làm người là cơ bản học lễ trước khi học văn. Người đáng sợ hay người dễ đau khổ chính là người không tin gì cả. Họ không có con đường, không có điểm tựa, càng tai họa hơn khi nghi kỵ với người khuyên mình. Khi tai họa đến, có cầu khẩn thì lực này vô cùng yếu ớt. Trước vốn không tin thiên địa quỷ thần, giờ có một vài phen thì cuồng cuốn tin. Cái tin này vì sợ hãi, không phải vì kính lễ. Vừa qua cho một buổi họp nhóm với các bạn học phong thủy, một em sinh năm 93 tên Bình kể lại. Bình hợp tác với đôi vợ chồng ngoài 40, thuê nhà giao hết việc làm ăn cho hai anh chị. Thấy ngôi nhà có vẻ lạnh, thiếu sinh khí, em trai khuyên họ nên có bàn thờ, nên thắp nhang.
người chồng vốn cực đoan với việc thờ cúng, luôn phản đối. Vì thế, Bình tùy thuận duyên không khuyên nhủ nữa. Trong năm đầu tiên, hoạt động khá thuận lợi. Năm tiếp theo, bù lỗ rất nhiều. Suốt một năm qua, ngoài 2 tháng cuối năm, đạt được doanh số 8 tháng trước đều thất bại. Sản phẩm nuôi trồng đến khi thu hoạch thì hư hại toàn bộ. Vẫn quy trình, vẫn hạt giống và vẫn nơi ấy. Tìm mãi không ra lý do. Thậm chí em Bình có ý định giải thể nơi này. May là 2 tháng cuối năm sản phẩm thu hoạch tốt. Khi Bình đến thăm cơ sở, thấy người chồng thắp nhang trước nhà, ngạc nhiên và hỏi chuyện. Anh chồng kể rằng vì mâu thuẫn tiền bạc với một người quen cũ, họ mang lòng oán giận, đã dùng phương pháp bất thiện, phương pháp tà đạo trước cửa cơ sở. Vô tình thông qua một người quen biết được sự việc, về quê nhờ một thầy để gỡ, nên mọi việc có phần an ổn trở lại. Vì vậy, bây giờ siêng năng việc cúng kiến, trong tâm khẩn cầu thần linh gia hộ. Khải Toàn không bàn về nhân quả nghiệp báo trong câu chuyện trên, muốn chia sẻ thông điệp với người vốn không tin việc cúng kiến, không tin thiên địa quỷ thần, khi tai họa đến trở tay không kịp. Họ không có điểm tựa, không được sự gia hộ của những vị cai quản mảnh đất mình sinh sống. Người phước ở đất phước. Đất không lành thì làm thế nào để trở thành mảnh đất phước? Thông qua cách sống chân thiện, ngày ngày nghĩ lành, nói lành, làm lành, tự dưng mảnh đất mình sinh sống sau vài năm sẽ trở thành mảnh đất phước. Người sống lành thông qua đoạn ác tu thiện, lại có sự tính tâm vào thờ phụng, ngôi nhà sẽ vượng khí. Tùy bàn thờ to nhỏ, cúng kiến ra sao là hình thức. Người có cúng kiến, có thắp hương, ngôi nhà sẽ ấm cúng, có cúng thì mới ấm. Sự ấm cúng này là từ trong tâm rồi lan tỏa ra bên ngoài. Khi có sự tính tâm về thờ phụng, kính lễ thiên địa quỷ thần, việc khấn nguyện khi đến một nơi nào đó, khi ngủ lại nơi lạ, rất tự nhiên. Tự nhiên khấn nguyện, tự tâm khởi lên sự kính lễ. Đến nhà bạn bè, họ hàng, khấn lại bàn thờ kính lễ, được lòng những vị cai quản mảnh đất, được lòng quý mến của chủ nhà, tự dưng cảm thấy bản thân mình thật thấu đáo đạo làm người. Trải qua bao sóng gió, có những việc không thể thấy bằng mắt, không thể nghe bằng tai. Phát tâm thờ phụng, tin vào cõi bên kia, cũng giống như chuyện tình cảm, không thể gượng ép. Đợi đến lúc gặp chuyện bất trắc, đến lúc mắt thấy tai nghe mới tin, sợ không kịp trở tay. Hãy tự hỏi, ta có thấy sóng qua hay không, dù chúng có khắp ở mọi nơi. Trong nhiều vị gia chủ, Khải Toàn nhận thấy những gia đình có vợ chồng cùng chung sự tín ngưỡng, cùng chung tâm ý kính lễ thế giới bên kia, họ là những gia đạo viên dung. Những buổi gặp gỡ với Khải Toàn, 3 phần nói về phong thủy, 7 phần nói về Phật Pháp thiền định, về con đường làm lành tránh ác. Một số khá ít, khi gia chủ đến gặp Khải Toàn xin lời khuyên, vợ hoặc chồng phải ngồi bên ngoài đợi. Họ không thích vào hoặc không được vào. Phàm những trường hợp này, không có gia đình nào đang an vui. Thậm chí có nhiều trường hợp xung khắc chuyện thờ phụng. Hôm ấy, người vợ tràn đầy niềm vui khi vừa thỉnh được một tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, tự tay dùng khăn sạch lau tượng trong niềm hân hoan. Bất chợt người chồng lên tiếng, ai lại đi thỉnh 3 cái tượng vô tri vô giác này? Bao nhiêu niềm hân hoan khi nãy giờ biến thành một sự phẫn nộ. Đó chỉ là một trong nhiều lần xung khắc chuyện thờ phụng của một cô gia chủ. Thế thì làm sao trong nhà có được hòa khí? Không thể nào sản sinh từ trường lành. Người vốn không tin thờ phụng, họ chẳng thể nào thành tâm khấn. Đó chính là những người dễ bất an. Nếu chúng ta có người thân như thế, hãy cảm thông cho họ. Đừng vì nghịch quan điểm mà bất hòa. Đừng vì lời người khác mà giảm đi sự tính tâm của chính mình. Người ngày ngày khấn nguyện thần Phật,
người biết kính lễ người khác, tự gia hộ trong tâm, tự niệm ông Phật của chính mình. Khấn nguyện tự trong tâm giúp tâm ta an, tâm an thì lý đắc. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.